Và xin mời người tiếp theo. Kính chào quý vị khán giả, mình tên là Thanh Phượng. Lần đầu tiên mình được tham dự game show, mình rất vui. Kính mong quý vị khán giả cổ vũ cho mình và hai bạn cùng chơi. Và xin mời bạn. Xin kính chào quý vị khán giả, tôi tên là Nguyễn Thị Lan Phương. Công việc hiện nay của tôi là dạy năng khiếu cho các bé mầm non. Công việc của tôi rất vui và rất thú vị. Sở thích của tôi cũng rất là thích đi mua sắm, cho nên rất vui được tham gia chương trình và mang lại nhiều điều may mắn cho mình và các bạn. Xin chúc mừng ba thí sinh cùng có mặt ở vòng thi đầu tiên của chương trình. Ở vòng thi này chúng ta sẽ cùng theo dõi lên trên sân khấu. Ở trên đó có 6 cô gái rất xinh tươi. Mỗi cô gái sẽ đẩy một xe hàng và trên xe sẽ có logo của một sản phẩm. Các cô gái sẽ giới thiệu cho tất cả chúng ta biết những logo đó. Sau đó họ sẽ thay đổi vị trí của những xe hàng. Và lúc này thì tôi cũng có 6 logo tương tự để đưa cho ba người chơi. Ba người chơi hãy lựa chọn cầm trên tay chiếc logo và đặt vào xe hàng nào mà chúng ta nghĩ rằng ở trong đó có logo giống như vậy. Với những sự lựa chọn đúng, chúng ta sẽ ghi được một điểm. Sau 2 lượt lựa chọn, ai sẽ có điểm nhiều hơn, người đó là người chiến thắng. Trong trường hợp chúng ta có số điểm bằng nhau thì chúng ta sẽ tìm ra người chiến thắng bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Bây giờ thì xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng hướng về sân khấu để cùng theo dõi. Chúng ta có thể liên tưởng giữa những màu áo hay những sản phẩm ở trong xe với logo để chúng ta có thể dễ nhớ hơn. Chiếc xe đầu tiên, cô gái áo đỏ và cô gái áo cam có rau câu Vietsogon và sản phẩm nước giải khát Vitrico. Ở hai chiếc xe tiếp theo, cô gái áo đen và cô gái áo xanh, đó là có sản phẩm của công ty nệm Vạn Thành và sản phẩm của công ty Kềm Nghĩa. Tiếp theo, cô gái áo vàng và cô gái áo xanh có logo sản phẩm của công ty Nhôminốc Kim Hằng và bột ngọt Vedan. Bây giờ những cô gái của chúng ta đang thay đổi những vị trí của những xe hàng. Và chúng ta hãy nhớ thật kỹ xem xe nào nằm ở vị trí nào để chúng ta có thể đặt được đúng vị trí của những logo. Lúc này trên tay tôi là 6 logo của 6 sản phẩm mà chúng ta vừa được giới thiệu. Bây giờ ở lượt lựa chọn đầu tiên, xin mời mỗi người hãy chọn một logo và đặt vào xe hàng mà các bạn cho rằng ở trong đó có logo giống như vậy. Và xin mời chúng ta hãy tìm những chiếc xe hàng mà chúng ta nghĩ rằng có logo giống vậy và hãy treo chiếc bảng này vào. Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra các xe hàng của các thí sinh. Chiếc xe hàng đầu tiên, bạn Thanh Phương đã đặt vào đây logo của rau câu Vietsogon. Bạn đang rất tự tin bởi vì là bạn đang có một logo rau câu Vietsogon đeo trên ngực, đúng không? Hãy cho chúng tôi biết logo ở đằng sau tấm bảng này là gì nào. Chính xác, rau câu Vietsogon, xin chúc mừng bạn. Rau câu Vietsogon, sản phẩm rau câu bột được chiết xuất từ rong câu Hải Phòng, trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt độ tinh khiết hoàn hảo nhất, thanh nhiệt rất tốt, hàm lượng iốt cao ngăn ngừa bú cổ. Sản phẩm đầu tiên của Việt Nam đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Xin chúc mừng bạn Lan Phương đã có câu trả lời chính xác. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần lựa chọn của bạn Ngọc Diễm. Bạn đã đặt vào đây logo của công ty Kiểm Nghĩa và hình như bạn cũng tự tin với phần lựa chọn của mình. Bây giờ thì chúng ta cùng khám phá logo đằng sau tấm bảng này. Kiểm Nghĩa chính xác, xin được chúc mừng bạn. Kềm Nghĩa, nhóm kềm thép, nguyên liệu thép được nhập từ Đài Loan, là loại thép chế tạo chuyên dùng để đáp ứng yêu cầu chống mài mòn cũng như đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khác. Có độ cứng đạt tiêu chuẩn với nhiều màu sắc để lựa chọn phù hợp với sở thích và thói quen thường dùng. Như vậy là bạn Ngọc Diễm cũng có sự lựa chọn chính xác ở lần lựa chọn đầu tiên. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với sự lựa chọn của bạn Thanh Phượng. Bạn lựa chọn ở đây là logo của Bidrico. Hình như tôi thấy bạn không tự tin lắm đúng không? À, rất tự tin. Vâng, rất tự tin thì chúng ta hãy thử xem nào. Logo đằng sau tấm bảng này là chính xác, xin chúc mừng bạn. Nước ép trái cây Anuta gồm có cam, me, khóm, cà chua ép, cung cấp vitamin và các chất bổ dưỡng cần thiết cho cơ thể.
đặc biệt trong nước ép trái cây Anuta có chất xơ, có tác dụng hỗ trợ cho đường tiêu hóa, mang lại cho bạn làn da tươi sáng. Sản phẩm do công ty Tân Quang Minh sản xuất. Xin chúc mừng bạn đã có sự lựa chọn chính xác với những sản phẩm của Bidrico. Như vậy là ở lượt lựa chọn đầu tiên, ba thí sinh của chúng ta mỗi người ghi được một điểm. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng đến với lượt lựa chọn thứ hai. Bây giờ thì một lần nữa, những cô gái của chúng tôi lại thay đổi vị trí của những xe hàng và các thí sinh chuẩn bị đến với lượt lựa chọn thứ hai. Chúng ta nhớ liên tưởng những sản phẩm ở trong xe với logo đặt ở trên xe thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra hơn. Bây giờ còn 3 logo cuối cùng, xin mời các bạn hãy lựa chọn. Rồi, bây giờ thì xin mời các bạn hãy tiến lại những chiếc xe mà các bạn nghĩ rằng có logo giống như của mình. Thật là khó khăn đúng không nào? Biết lựa chọn xe nào đây? Lần cuối cùng, bạn chỉ có 15 giây để lựa chọn mà thôi. Rồi, như vậy là các thí sinh của chúng ta đã có sự lựa chọn cuối cùng. Bạn Ngọc Diễm, lần này bạn đặt logo của công ty Nệm Vạn Thành ở đây. Vậy thì chúng ta hãy thử xem logo đằng sau đây là gì. Rất là tiếc không phải rồi. Bởi vì những cô gái đã đổi những vị trí cho nhau mà chúng ta phải liên tưởng tới những hàng hóa đang có trong xe này thì sẽ dễ nhớ hơn. Như vậy là lượt lựa chọn thứ hai của bạn chưa chính xác. Bây giờ là phần lựa chọn của bạn Lan Phương. Bạn Lan Phương đặt vào đây logo của công ty Nhôm Inox Kim Hằng. Lần này thì bạn có tự tin không? Dựa theo sự may mắn thôi đúng không? Và bây giờ hãy cho tôi biết logo đằng sau tấm bảng này là gì nào. Thêm một lần sai nữa rồi. Đây là logo của Vietsogon. Và bây giờ là bạn Thành Phượng. Bạn đang rất hồi hộp đúng không? Lần này thì bạn có tự tin không nhỉ? Lần này thì không tự tin, lắc đầu rất mạnh. Và chúng ta hãy thử xem logo đằng sau tấm bảng này là gì nào. Rất tuyệt vời. Bột ngọt Vedan được làm từ nguyên liệu thiên nhiên rất thuần khiết. Chỉ cần một ít bột ngọt Vedan cũng đủ làm tăng hương vị, giúp món ăn đậm đà hơn. Xin chúc mừng bạn đã có 2 sự lựa chọn chính xác. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng thử xem 2 logo mà các bạn chưa chọn đúng đang nằm ở chiếc xe nào. Xin mời các bạn người mẫu hãy cho chúng tôi biết. Đó là logo của công ty Nệm Vạn Thành đang nằm ở chiếc xe đầu tiên. Nệm cao su thông hơi Vạn Thành, sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên, theo công nghệ hiện đại của Đức. Độ nén nệm đàn hồi cao, thông thoáng mát mẻ khi sử dụng. Sản phẩm được bảo hành 7 năm. Và logo thứ hai, đó là logo của công ty Nhôm Inox Kim Hằng nằm ở chiếc xe thứ ba với cô gái mặc áo màu đỏ. Quánh không dính Quantum Kim Hằng được sản xuất bằng nhôm hợp kim tinh chất theo tiêu chuẩn Mỹ ASTM 3003. Phủ chống dính bằng Quantum 3 lớp công nghệ của Hoa Kỳ, có khả năng chịu nhiệt cao, giúp hạn chế dầu mỡ, phù hợp với người ăn kiêng. Sản phẩm được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao suốt 12 năm liền. Kim Hằng, bạn của người nội trợ. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hết 6 logo của vòng thi đầu tiên này. Sau phần thi này, các thí sinh của chúng ta đã nhận được những số điểm và giải thưởng như sau. Bạn Ngọc Diễm có 500 điểm và bạn sẽ nhận được phần quà tương ứng với 500 điểm. Và bạn Lan Phương cũng nhận được số điểm là 500 và bạn cũng có phần quà tương ứng. Còn bạn Thanh Phượng, bạn đã chiến thắng ở vòng thi này với 2 sự lựa chọn chính xác. Bạn có số điểm là 800 điểm và bạn còn giành quyền bước vào vòng 2 của chương trình. Xin chúc mừng bạn. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần trò chơi dành cho khán giả truyền hình. Và như thường lệ, bây giờ thì tôi sẽ công bố đáp án và kết quả trong câu hỏi của tuần vừa rồi. Thanh long là một loại cây được trồng làm cảnh hay là lấy quả. Nó là tên của một vài chi của họ xương rồng. Người ta cho rằng nó có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ và nó cũng được trồng ở rất nhiều nước như là Trung Quốc, Đài Loan hay là trong khu vực Đông Nam Á thì có Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines. Và đáp án số 1 trong câu hỏi của tuần vừa rồi đã là đáp án chính xác. Xin được chúc mừng những vị khán giả nào đã chọn đáp án này. Và chúng ta hãy thử xem trong tuần vừa qua ai sẽ là người...
Quantum 3 lớp công nghệ của Hoa Kỳ có khả năng chịu nhiệt cao, giúp hạn chế dầu mỡ, phù hợp với người ăn kiêng. Sản phẩm được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao suốt 12 năm liền. Kim Hằng, bạn của người nội trợ. Bây giờ thì bạn Trần Tiến chuẩn bị nhé. Đây sẽ là phần gợi ý dành cho bạn. Và xin mời người hỗ trợ cho bạn Trần Tiến hãy giới thiệu sản phẩm cuối cùng. Ở cái gì mình ấy xong mình để cho cái nó dựng dựng ở trên cái trên đò á, ở đò nó lên ấy á. Mình gọi mình ấy xong để cho nó tự dựng lên á, giống như đinh. Gieo gieo muốt phải không anh? Đúng rồi, nhưng mà phải nói đúng chính xác ra. Extra gear. Đúng rồi. À, cho tôi hỏi lại bạn một lần nữa, bạn cho tôi câu trả lời chính xác tên là sản phẩm gì ạ? Gel extra care. Gel mood extra care. Rất là tiếc, nếu như bạn chỉ trả lời là sản phẩm extra care của Swarovski thì bạn đã có câu trả lời chính xác rồi, nhưng bạn lại nói là gel vuốt tóc. Thực ra đây là dầu xả và phục hồi. Như vậy thì câu trả lời của bạn chưa chính xác rồi, rất là đáng tiếc. Swarovski, bộ sản phẩm phục hồi bao gồm dầu gội, dầu xả, mặt nạ và xịt dưỡng tóc Extra Care Total 19 do Swarovski giới thiệu, giúp phục hồi đến 90% dấu hiệu hư tổn của tóc và nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn, đồng thời giảm chẻ ngọn, tăng độ thẳng mượt và bóng khỏe cho tóc. Extra Care Total 19, bộ sản phẩm chuyên nghiệp dành cho phái đẹp. Tôi thấy là người hỗ trợ của bạn dường như muốn múa để mô tả cho bạn luôn. Nhưng mà bạn ấy bị đeo kính rồi không nhìn thấy bạn múa đâu. Múa để cho khán giả cùng biết với lại mà bạn không thấy. Vâng, bây giờ thì xin mời ba thí sinh hãy bỏ những cặp kính ra và chúng ta sẽ lắng nghe kết quả. Sau phần thi này thì bạn Thanh Phượng có 2 lần trả lời chính xác, bạn Lan không trả lời chính xác và bạn Trần Tiến thì có 1 lần trả lời chính xác. Chính vì vậy số điểm cao nhất đã thuộc về bạn Thanh Phượng, xin được chúc mừng. Chúng ta sẽ cùng trao giải thưởng cho các thí sinh ở phần thi này. Xin được cảm ơn 3 người hỗ trợ. Xin cảm ơn các bạn. Sau phần thi này, các thí sinh của chúng ta đã nhận được giải thưởng như sau. Bạn Trần Tiến sẽ nhận được giải thưởng tương ứng với số điểm bạn có là 500 điểm. Bạn Loan cũng nhận được giải thưởng với số điểm tương ứng là 500 điểm. Và bạn Thanh Phượng đã chiến thắng ở vòng thi này, bạn sẽ nhận được giải thưởng là 800 điểm. Và ngoài ra, bạn Phượng lại còn là người chiến thắng để bước vào vòng sau của chương trình. Xin được chúc mừng. Quý vị khán giả thân mến, siêu thị may mắn đang nóng lên từng giờ. Bởi vì sao? Bởi vì khán giả gọi về trả lời câu hỏi rất là nhiều. Và một thông tin nóng nữa mà tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị, đó là giải thưởng lúc này đã được tăng lên là 3 triệu đồng, một phiếu mua sắm miễn phí tại hệ thống thế giới di động.com với rất nhiều những điện thoại đời mới nhất và laptop để cho quý vị có thể lựa chọn. Để đạt được giải thưởng này vô cùng đơn giản, hãy trả lời câu hỏi của chương trình. Và câu hỏi được đưa ra như sau. Theo bạn, nem lụi là món ăn của địa phương nào sau đây? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là Cần Thơ, đáp án số 2 là Huế và đáp án số 3 là Đồng Nai. Các bạn chọn đáp án nào, nhớ chỉ một thôi nhé. Và nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1757, làm theo hướng. Và hãy cho chúng tôi biết ở trong cửa số 3 là sản phẩm gì. Cửa số 3 bắt đầu mở. Đồ khô, thực phẩm khô ăn liền tuyền ký với 3 loại thịt bò khô, thịt heo khô và khô mực. Sản xuất theo dây chuyền hiện đại, an toàn thực phẩm. Đạt chứng chỉ ISO 9001 phiên bản 2000. Nhiều năm liền được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao, đạt danh hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2007. Và hãy cho chúng tôi biết số điểm nằm trong ô cửa này. Có 2 số 0 rồi. Cái số đầu tiên cũng có tròn tròn ở dưới. Liệu có... Oh, 300 điểm, xin chúc mừng bạn. Như vậy là bạn đã có 2.000 điểm. Bây giờ thì cửa tiếp theo bạn muốn mở là cửa số mấy? Hay là ngừng đi để giữ 2.000 điểm? Em đến đây là vui, em sẽ mở hết luôn. Sẽ mở hết luôn? Thua cũng mở. Dạ. Rồi, vậy thì hãy cổ vũ thật nồng nhiệt cho bạn Mỹ Tuyên để bạn mở tất cả các cánh cửa. Nào, bây giờ cửa tiếp theo bạn muốn chọn là cửa số mấy? Cửa tiếp theo muốn nhờ khán giả. Vâng, hãy nhờ khán giả. Số mấy ạ? Quý vị khán giả cho em ý kiến ạ. Số mấy?
Số 4, số 2 có bên này số mấy ạ? Bên này rất nhiều người nói là số 4. Đã chọn số mấy? Dạ vậy anh nghe khán giả mở số 4 ạ. Quyết định mở số 4. Và bây giờ thì cửa số 4 bắt đầu mở. Máy lạnh treo tường Alaska, công suất 2 mã lực, kiểu dáng hiện đại, lớp máy chất lượng cao, tiết kiệm điện năng, hàng nhập khẩu nguyên kiện do siêu thị điện máy Hòa Bình phân phối. Và số điểm nằm trong ô cửa này là cũng có 2 số 0 và con số cuối cùng 500. Chúc mừng bạn. Bạn ấy cảm ơn những người khán giả đã hỗ trợ cho bạn chọn đúng ô cửa. Bây giờ số điểm của bạn đang là 4.000. Bạn có muốn tiếp tục không? Dạ em muốn tiếp tục. Nhưng mà nhớ đặt vào ô cửa 3 số 0 là bạn chỉ còn có 2.000 thôi đấy. Không có cơ hội để tăng nữa đâu. Dạ không sao. Không sao đúng dạ, không? Dạ em các khán giả cổ vũ là vui rồi. Có khán giả cổ vũ là vui rồi. Vậy thì cửa tiếp theo là cửa số mấy nào? Số mấy bạn? Lúc này thì khán giả đang có rất nhiều ý kiến. Ngồi cạnh nhau mà một người kêu số 1, một người kêu số 5. Nào, bạn hãy quyết định. Nhanh lên, khán giả ở đây có thể tư vấn cho bạn số mấy. Hãy lắng nghe ý kiến của mọi người. Hoặc sau khi nghe ý kiến mọi người thì mình sẽ đưa ra quyết định của chính mình. À, rất băn khoăn. Em mở cửa số 1. Bạn quyết định mở cửa số 1. Nhưng mà này, nếu mà cửa số 1 á, mở ra mà là 3 số 0 á, thì bị chia đôi điểm đấy, hay là ngừng đi. Dạ thôi, anh thấy đây là vui rồi nên em cố gắng không hối, không hối tiếc đúng không? Dạ, không? Vậy thì mở giùm tôi cửa số 1. Trà bí đao Anuta được chiết xuất từ trái bí đao, cung cấp vitamin và các chất bổ dưỡng cần thiết cho cơ thể. Trà bí đao Anuta có chất xơ, có tác dụng hỗ trợ cho đường tiêu hóa, mang lại cho bạn làn da tươi trẻ với hương vị thơm ngon. Sản phẩm do công ty Tân Quang Minh sản xuất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem thử xem số điểm nằm trong ô cửa này là bao nhiêu. Bình tĩnh nhá, bình tĩnh. Nào, hãy cho chúng tôi biết số điểm trong ô cửa này là... Rất là đáng tiếc, cửa này 3 số 0 mất rồi. Nhưng mà tôi chỉ thấy bạn một chút xíu thoáng qua một sự nuối tiếc thôi. Bởi vì là bạn đã quyết định là đến đây là vui là chính đúng không? Và bạn đã sẵn sàng là chấp nhận tất cả các cuộc chơi, mở hết các cánh cửa. Dù là có được hay không thì bạn vẫn vui đúng không? Dạ đúng. Và lúc này số điểm của bạn có là 2.000 điểm. Xin được chúc mừng bạn. Bây giờ thì bạn có muốn thử xem cửa nào là số điểm nhỏ để mình mở ra không nhỉ? Cửa số 2. Bạn muốn mở cửa số 2 thử xem nhé. Hãy mở cho tôi cửa số 2. Bánh kẹo Hải Hà Loli. Bánh mềm Loli là sản phẩm của công ty Haihako, được sản xuất từ những nguyên liệu chọn lọc trên quy trình khép kín với nhân marshmallow, kem trái cây tươi cho bạn lựa chọn. Và số điểm nằm ở